làm gì đó con? Con đang ăn mận. Dạ hỏi, dạ con đang ăn mận. Con đang ở đâu đây? Dạ hỏi, dạ con đang ở nhà bà cố mẹ ơi. Anh chị kìa, anh chị nắm tay của Mỹ đi. Mỹ tới nắm tay của anh chị đi. Mỹ cầm mận rồi hả? Sợ rớt mận hả? Rồi giờ Mỹ đi vô đi. Đi Mỹ tới đi. Mỹ tới cậu hai kìa. Mỹ làm điệu Mỹ làm điệu cưng không? Đâu Mỹ làm điệu làm em xem nè. Mày chưa thấy rõ. Mỹ làm điệu cưng quá nè. Mỹ đang làm gì đó Mỹ? Mỹ đang làm gì vậy?